Xin chào mọi người, nay mình mới về thêm một đợt hàng, đó là Nokia 8600 Luna nha. Ở đây thì bên mình sẽ bán bảo hành mọi người lên tới thời gian là 6 tháng cho cái máy này. Bảo hành cả cáp luôn nha mọi người, thường thường thì mọi người không bảo hành cáp đâu, mình sẽ bảo hành cáp cho mọi người lên tới là 1 tháng. Ở đây thì các bạn nhìn thấy ở trên mặt mình thì gần như là tất cả đều là hàng zin, trừ có một cái máy này thôi nha. Mình sẽ cho mọi người so sánh cái hàng zin và hàng lô nó như nào. Đầu tiên thì trên mặt mình á, thì các bạn nhìn thấy bằng mắt thường thôi nha. Bằng mắt thường thì các bạn nhìn thấy hàng zin, hàng lô này, nó không có khác nhau cái gì hết. Trừ khi các bạn nhìn kỹ một chút xíu ở cái bàn tuần phím này, các bạn nhìn thấy chữ số nó ngay xuyên qua bên trong. Đây các bạn nhìn thấy xuyên ngay bên trong này. Còn cái bên hàng lô này thì nó chỉ có là hàng thay kính mà, thì nó sẽ là Meca. Meca thì sẽ không nhìn được xuyên vào bên trong nha. Trừ khi là các bạn bật nguồn lên thì các bạn mới nhìn được bên trong. Pin thì các bạn hai loại này thì nó cũng là hai loại pin khác nhau nha. Pin bên mình đang bán là pin zin. Pin zin nó chỉ dành cho máy zin thôi. Pin zin nó là pin cũ như này nè mọi người. Mình có thu mua được một ít pin zin, đó các bạn nhìn thấy. Sở dĩ pin zin thì nó có một cái chấu, một cái khuyết đấy. Mọi người thấy là dán khuyết một trên và dưới để nhìn thấy một cái kẻ lòng trắng đó. Pin zin nào cũng thế thôi. Nhưng mà là pin zin cũ nha mọi người nhé, không phải mới nha. Pin zin cũ thì nó tốt hơn những loại mới bây giờ rất là nhiều. Pin nó vừa cứng chắc và nó nặng, các bạn bẻ hoặc nắm nó thoải mái, nó không bị cong hoặc không bị sần sùi. Đây là viên pin zin nha. Mình cùng tháo máy ra các bạn kiểm tra này. Tháo máy ra. Đây các bạn có một nút các bạn gạt xuống. Đây là hàng hàng zin, hàng lô thì chúng ta chỉ phân biệt mỗi qua các bạn mặt kính này thôi. Mặt kính này, mặt kính thay rồi này, các bạn nhìn thấy là Meca này. Đó, nó bằng phẳng như thôi, nó không có nhìn được vào xuyên vào số. Còn đây là cái mặt kính là mình đã nhìn được xuyên qua luôn, kể cả không các bạn không cần bật lên. Đấy các bạn nhìn thấy không? Nó sẽ nhìn thấy mờ mờ bên dưới. Đó, khi các bạn lâu lâu cái chế độ nghỉ nó bật sáng lên một chút thì bạn nhìn sẽ nhìn thấy cái đèn bên trong nó rất khá là đẹp. Cái hàng lô thì mình không có bóc ra nha để phân biệt hàng mới và hàng cũ. Hàng cũ mình thôi nhưng mà nói thật ra thì nó cũng là xuất sắc rồi các bạn. Cái này nó mới khoảng tầm, nói thì hơi vượt quá, khoảng tầm 95% đi cho nó dễ. Các bạn nhìn nghiêng các bạn mới nhìn thấy những vết xước răm này. Còn khi mà các bạn dùng trong bóng tối thì mình đây mình chiếu đèn các bạn mới nhìn thấy nha. Còn bình thường ra thì các bạn vẫn bóng và đẹp keng đó. Các bạn mua online thì thường thường là chụp chụp ảnh thôi, còn quay video thì cũng hơi hiếm. Đây là mình quay video cho mọi người xem luôn. Máy này các bạn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt đều được nha. Tất cả chức năng đều xài bình thường hết mọi người. Đây đây tiếng Việt. Cái máy này đa phần là nghe gọi thôi, với lại cái cơ trượt của nó rất là thoải mái. Cái máy này thì giá của nó là 1,8 triệu, nên là mọi người mua về thì đa phần là chúng ta nghe gọi chủ yếu này, và đa phần là dùng cho nó sành điệu thôi. Chứ còn thực tế thì bây giờ nếu mà để mà sử dụng nghe gọi thì các bạn 100.000-200.000 các bạn cũng có đầy máy mà. Ở đây thì các bạn khi chúng ta lắp sim chúng ta phải thêm một cái miếng miếng giấy vào, hoặc là mình dán cho cái sim nó cao lên chút xíu nhé, chứ không nếu mà mình vứt một cái nó sẽ lỏng cái sim ấy. Đây, các bạn nhìn thấy đây, cơ trượt đấy, loại zin rất là ngon. Đây, cơ trượt hàng zin này các bạn nhìn thấy này, bên trong nó gần như là mới luôn mọi người. Đây là hàng zin nha. Cái sim của chúng ta bây giờ nó mỏng hơn rất là nhiều so với ngày xưa các bạn. Đây nhìn các bạn lắp vào này, nó sẽ hở một khúc này, các bạn ấn lên ấn xuống được này, nó sẽ bị lỏng sim á. Một là các bạn dán cao cái phần này lên, một là bố keo 502 nhé, hoặc là dán cái dán vài miếng dán ni lông này, dán đè lên cái sim cho nó dày, các bạn gắn vào nó mới ngon. Rồi lâu lâu thì các bạn có thể sử dụng cái máy này để đi chơi, uống cà phê thì rất là sang trọng. Thử cái âm thanh nghe nhạc của nó nha. À cái máy này nó có một cái nữa là cái bàn phím làm phím zin cho mọi người nhé. Phím số 0 và số 2 nó sẽ cứng nhắc và khung vuông như này. Còn cái bàn phím lô thì nó sẽ không có giống giống tròn vuông như này, nó sẽ o tròn như quả trứng gà. Đây là hàng zin, hàng lô thì nó cũng đều giống nhau hết cả nha. Còn cái bàn phím lô thì nó sẽ khác nhau. Cái bàn lại rẻ hơn là 1,4 triệu là mọi người.
nó cũng hơi xước xước một chút đấy. Còn bọn thằng Zin Zin này thì chắc là người ta đã tuyển chọn rồi, nó cũng tốt đấy, tốt hơn cái hàng kia. Nó đều là phím Zin cả, chỉ thay cái kính nhà bằng Mica thôi nha. Đây những thằng Zin này, cái kính nhà bằng Mica thì các bạn sẽ nhìn thấy nó bằng, và khi chúng ta cầm, nếu mà có hai cái so sánh ấy, thì cầm hai cái ấn xuống ấy, thì cái màn nó cứ bằng bằng, còn cái này nó lồi lên á, nó sẽ cong lên 2,5D, các bạn nhìn thấy đấy, màn hình cong hơn. Đó, đây là cái hàng Zin thì nó sẽ cong hơn, con nào thế. Đây tất cả đều bên dưới này đều là hàng Zin hết mọi người nhá. Rồi, xin chào lại video tiếp theo. Máy này chỉ có chức năng là nghe gọi thôi nhá. Anh em là mua về thì không thể nghe nhạc, không thể cho sim, không thể cho cái thẻ nhớ để nghe nhạc luôn nhé. Rồi, xin chào lại video tiếp theo.